Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Obama phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ, châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan không hậu thuẫn ông Donald Trump. Ted Cruz và John Kasich cùng tuyên bố chấm dứt tranh cử. Ông Obama đến thành phố Flint để nghe dân nói về khủng hoảng nước. Nhật Bản thúc đẩy vai trò trong ASEAN, thách thức Trung Quốc hơn 70 người tử vong sau khi các phần tử thánh chiến tái chiếm ngôi làng gần Aleppo do Thái và Hamas đụng độ trực tiếp lần đầu từ sau cuộc chiến năm 2014 và sau cùng là FDA cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi. Sau đây là phần tin chi tiết, tin hoa thịnh đốn tại một buổi tiệc do viện nghiên cứu quốc hội hoa kỳ châu á thái bình dương gọi tắt là apai tổ chức tối thứ tư tổng thống obama phát biểu về một loạt các chủ đề gồm chăm sóc sức khỏe chinh lệch về vấn đề giáo dục và tình trạng nhập cư sau khi được dân biểu dân chủ chu chu giới thiệu tổng thống obama lên tiếng ca ngợi cộng đồng người mỹ và châu á thái bình dương vì đã bày tỏ thái độ chống lại luận điệu kêu gọi bài trừ hồi giáo hỗ trợ các cộng đồng người Sikh, Ả Rập và Nam Á. Họ là mục tiêu tấn công của những phe nhóm tin vào chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Ông cũng ca ngợi sự thành công của chính phủ trong một số công việc thay mặt cho cộng đồng API, gồm mở rộng dịch vụ chăm sóc y tế cho hai triệu người không có bảo hiểm, thành lập lực lượng đặc nhiệm để nâng cao nhận thức về sự bắt nạt, hỗ trợ nhu cầu phân tách dữ liệu để hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng khuyến khích mọi cử tri trong cộng đồng tích cực đi bầu đây là lần thứ nhì tổng thống obama đến phát biểu tại bữa tối thường niên của tổ chức apai và diễn văn của ông obama được nhiều người đón nhận trong đó có christopher kang là chủ tịch hội đồng hoa kỳ châu á thái bình dương quốc gia trò chuyện với nbc news ông kang nói tổng thống obama làm rất tốt cho cộng đồng apai Ông hy vọng sau bài diễn văn của tổng thống, cử tri APAI hiểu được sức mạnh của việc đi bầu và lá phiếu. Tin tổng hợp, chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố không hậu thuẫn ứng cử viên Donald Trump để được đề cử ra tranh cử tổng thống, nhấn mạnh ông Trump bất động sản cần phải làm nhiều hơn nữa để đoàn kết Đảng Cộng hòa. Tuyên bố bất ngờ của ông Ryan được xem là lời của trách đáng kinh ngạc đối với Trump từ một nhân vật cao cấp đương nhiệm trong Đảng Cộng hòa. "Tôi chỉ chưa sẵn sàng vào thời điểm này," ông Ryan nói. "Tôi hy vọng mong muốn những điều đòi hỏi cần thiết là chúng ta phải đoàn kết đảng mình lại." Trump ngay lập tức đáp trả trong một thông báo, "Tuyên bố ông ta cũng không sẵn sàng ủng hộ chương trình nghị sự của ông Ryan." có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc và cùng thống nhất về những gì tốt nhất cho dân Mỹ. Trump cho biết, người dân bị đối xử tệ bạc trong thời gian dài và đây là thời điểm các nhà chính trị phải hành động vì họ trước. Quyết định của ông Brian không hậu thuẫn ông Trump gây sự chú ý cao, khiến nhiều lãnh đạo gạo cội giật mình. Thứ nhất, ông là một lãnh đạo cao cấp được cộng hòa chọn lựa. Thứ hai, ông ta quay lưng lại với ứng cử viên gần như được đề cử của đảng mình. Quyết định này phản ánh mối lo ngại tương lai chính trị của đảng Cộng Hòa và khả năng chạy đua vào ghế tổng thống của ông Ryan vào mùa tranh cử năm 2020. Trong khi đó, hai cha con cựu tổng thống Bush cũng không hậu thuẫn ông Trump. Tin Indianapolis sau khi bị thất bại trước đối thủ donald trump tại cuộc bầu cử sơ bộ ở indiana hôm thứ ba ứng cử viên cộng hòa ted cruz tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ cruz thành thật xin lỗi những người ủng hộ ông nhận thấy rằng con đường đi của ông đã khép lại với sự hiện diện của vợ bên cạnh nét mặt ông cruz đượm buồn nhưng cũng đầy thách thức ông nói rằng ông đã cố gắng hết sức nhưng cử tri indiana quyết định chọn một con đường khác Ông cảm ơn người ủng hộ và nói rằng một khi cử tri quay lưng về phía ông thì mọi chuyện kết thúc. Video cho thấy sau tuyên bố rút lui của ông Cruz, một số người cúi đầu và lau nước mắt. Jeff Rowe, là trưởng ban tranh cử của ông Cruz lặng lẽ bước ra khỏi hội trường. Nhiều người hoang mang và ngơ ngác. Họ nói nếu không bầu cho thượng nghị sĩ Cruz thì sẽ không biết bầu cho ai. Kết quả tối thứ ba cho thấy ông Donald Trump được 53.2% số phiếu, ông Cruz được 36.7% số phiếu. Tiếp đến là thống đốc John Kasich cũng quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông đưa ra quyết định trên sau khi trở thành đối thủ cuối cùng của ông Donald Trump trong cuộc đua đề cử của đảng Cộng Hòa. Sau khi ứng cử viên Ted Cruz tuyên bố rút lui vào tối thứ ba, ngay cả trước khi chiến thắng tại tiểu bang nhà Ohio vào tháng 3 vừa qua, ông Kasich đã phải chịu áp lực rút khỏi cuộc đua vì cơ hội chiến thắng rất mỏng manh. Chiến dịch vận động của ông dường như chỉ nhắm mục tiêu ngăn chặn ông Trump giành được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để chiến thắng trong cuộc đề cử. Tin Hoa Thịnh Đốn Tổng thống Obama đến Flint để trực tiếp nghe tiếng nói của cư dân về khủng hoảng nước nhiễm trì trong lúc các nghi vấn kéo dài về khả năng hành động nhanh hơn của giới chức liên bang giám sát môi trường. Tại cộng đồng Flint của tiểu bang Michigan, Tổng thống Obama cũng nghe phúc trình của các viên chức liên bang, nghe ý kiến của dân sở tại và lên tiếng tại một trường học Đa số dân Flint là người da đen và 40% trong dân số 100.000 người có mức sống dưới mức nghèo khó. Trong lúc khó khăn về ngân sách, thành phố Flint chuyển nguồn nước sinh hoạt từ hệ thống của Detroit qua sông Flint để tiết kiệm. Nhưng tỷ lệ trì trong nguồn nước thay thế là quá giới hạn an toàn. Theo kết quả phân tích của khoa học gia Miguel del Toro công bố hồi tháng 6, 2015, tại tòa Bạch Ốc xác nhận thẩm quyền Michigan đã khởi tố 3 viên chức tiểu bang và địa phương, viên chức phụ trách khu vực Trung Tây của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang, APA, là bà Susan Hedman đã từ chức trong tháng 2, sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp với cộng đồng Flynn của Tổng thống Obama hồi tháng 1 và quỹ tài trợ 5 triệu đô la chi dùng cho công cụ lọc nước, cung cấp nước sạch và các hỗ trợ liên bang đã được chấp thuận. Tin Tokyo, Nhật Bản là một quốc gia lâu nay ủng hộ phát triển kinh tế ở Đông Nam Á, đang đẩy mạnh việc can dự ở khu vực vào thời điểm Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện. Trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, gồm 10 thành viên, Tokyo cũng đang tăng cường vai trò của mình trong các cuộc tranh luận về an ninh ở Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông, nơi Tokyo cho rằng các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng pháp quyền và không sử dụng vũ lực. Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố một chương trình trị giá 6 tỷ 800 triệu đô la kéo dài 3 năm để tăng cường cơ sở hạ tầng khu vực trên toàn vùng Mekong, bao gồm một số địa điểm ở Việt Nam, Lào và Thái Lan. Phát biểu tại một trường đại học ở Bangkok, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, sáng kiến kết nối nhật bản mekong nhằm tạo hình thức hỗ trợ những nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng như các cây cầu và các mạng lưới đường sắt phát triển nguồn nhân lực cho khu vực sông mekong ngân hàng phát triển châu á gọi tắt là adb với hỗ trợ lâu năm của nhật bản đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn để phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực Nhật Bản cũng như Mỹ và Canada đã không tham gia ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á, gọi tắt là AIIB do Trung Quốc hậu thuẫn. Tin từ Syria, các trận giao tranh giữa chiến binh Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda và các lực lượng chính phủ Syria đã làm 73 người tử vong tại một ngôi làng gần Aleppo. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết như thế hôm 6 tháng 5 các phần tử thánh chiến sáng sớm hôm 6 tháng 5 đã chiếm lại được ngôi làng Khan Tumen và một số làng mạc chung quanh đó sau gần một ngày giao tranh với các lực lượng chính phủ Syria. Làng Khan Tumen nằm cách Aleppo 15 km về hướng Tây Nam và có tầm quan trọng chiến lược đối với phe nổi dậy bởi vì nó nằm gần xa lộ Damascus-Aleppo, nối liền với thủ đô Damascus của Syria cũng như bảy thành phố lớn khác dọc theo biên giới phía tây Syria. Vụ tấn công do một nhóm nổi dậy Hồi giáo có tên là Jazz of Fatah là nhóm mới đây đã bác bỏ các nỗ lực gần đây của Mỹ và Nga để giảm bớt những cuộc giao tranh ở Aleppo. Trước đó, trong tuần này, hai nước Nga, Mỹ đã đứng ra làm trung gian điều hợp hòa giải về một thỏa thuận ngưng bắn bên trong thành phố Aleppo, nơi mà 300 người đã thiệt mạng trong 2 tuần vừa qua vì các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở ở Anh, thì trong số những trường hợp tử vong hôm ngày 6 tháng 5, có 43 người thuộc phe nổi dậy, 30 người thuộc các lực lượng chính phủ Syria. Tin Gaza City, các đơn vị lính do Thái và các tay súng Hamas đã có các cuộc đụng độ trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến năm 2014, AFP trích nguồn tin quân đội do Thái hôm thứ năm, trong lúc một con đường hầm mới do Hamas đào vừa được khám phá. Phát ngôn viên quân sự Do Thái, ông Peter Lerner cho hay, trong 24 giờ qua đã có ít nhất 6 vụ Hamas bắn vào vị trí của quân đội Do Thái. Ông nói rằng, phía Do Thái có phản ứng đáp trả trong cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa lính Do Thái và các tay súng Hamas kể từ khi các cuộc đụng độ lớn ở Gaza chấm dứt vào năm 2014. Giao tranh giữa hai bên tiếp tục ở phía đông thị trấn Rafah ở giải Gaza vào trưa ngày thứ Năm, theo nguồn tin quân sự và dân chúng địa phương. Quân đội Do Thái cho hay họ đáp trả bằng hỏa lực chiến xa sau khi bị phía Hamas pháo kích bằng súng cối. Việc giao tranh tái diễn đã tạo lo ngại về khả năng duy trì cuộc ngưng bắn giữa Do Thái và Hamas kể từ sau cuộc chiến kéo dài 50 ngày, khiến hơn 2.251 người Palestine và 73 người Do Thái thiệt mạng. Tin từ New York, Cơ quan Quản trị Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, vừa công bố quy định mới về thuốc lá điện tử, Quy định này cấm các cửa hàng bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi và hàng trăm nhãn hiệu thuốc lá điện tử khác nhau bị buộc phải được sự chấp thuận của FDA trước khi tung ra thị trường. Bà Spy Papayan đang điều hành một loạt ba cửa hàng thuốc lá ở New York, đang lo quy định mới của FDA có thể làm tổn hại đến việc kinh doanh của bà. Các nhà sản xuất thuốc lá điện tử cho biết đang vận động với liên bang yêu cầu xem xét để cho phép tiếp tục sử dụng các nhãn hiệu của họ trên thị trường. Theo tổ chức phục vụ sức khỏe của con người, viết tắt là HHS, Health and Human Service của Bộ Y tế Hoa Kỳ cho rằng những quy định mới của FDA là hợp lý để nhằm bảo vệ người mua thuốc, lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác điều luật mới cấm bán thuốc lá điện tử, thuốc xì gà và loại thuốc điếu cho người chưa đủ 18 tuổi được ban hành trước thực tế cho thấy ngày càng có nhiều người trẻ hút thuốc lá điện tử tại Hoa Kỳ. Giá thuốc lá điện tử đã tăng thêm 3 Mỹ Kim, đã mang lại số thu nhập khoảng nửa tỷ Mỹ Kim cho ngành kinh doanh về sản phẩm này trong năm 2015. Tuy nhiên, việc kinh doanh chậm lại trong thời gian gần đây vì dư luận lo lắng về sự an toàn của loại thuốc lá này. Quy định mới hạn chế việc kinh doanh thuốc lá điện tử sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày tới. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam